Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Tú ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Tú có về một số phô mai ha, bonsai cũ nở, thân lắc ha, hình thú cũng có luôn. Giá thì rất mềm, chỉ có vài trăm. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho anh Tú ha. Rồi, chào anh. Rồi, chào anh Tâm ha, chào cô chú anh chị đam mê vàng cả nước nha. Thì hôm nay em tiếp tục giao lưu cùng cô chú anh chị mình một số phôi mai nữa ha. Bông rất là đẹp, rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho tụi em nha. Chương trình bán của em vẫn như xưa giờ, bao sống bao ship cô chú anh chị toàn quốc ha. Rồi em tiến hành vào cây đầu tiên của clip ngày hôm nay là mã số 127 ha. 127 ha. Cao là 30. Hoành 13 ha. Hậu cái cũ này là 22 ha. Đó. Duyên dáng chữ bonsai luôn. Rồi mã số 127 giao lưu cả nhà giá 200. Rồi 200 thôi. 128 ha. Rồi, 128. Cũ duyên đẹp. Cao là 27. Hoành 12 ha. Cái cũ này 26 luôn. Rồi mã số 128 giá cũng 200 ha. Rồi 200. 129 luôn. Rồi 129. Cao là 37. Hoành 14. Rồi 129 là giá cũng 200 luôn. Rồi 200 luôn. 130. Cao là 30 luôn. Hoành 15 ha. Mã số 130 này em giao lưu cô chú anh chị giá 200 luôn ha. Rồi 200 luôn quý vị. 131. Cao 30. Hoành 12 hơn. Rồi mã số 131 này 150 ha cả nhà. Rồi 150 thôi. 132. Rồi 132. Cao là 30. Hoành 11. Rồi để nơm đều luôn. Rồi 132 này cũng 150 ha. Rồi 150. 133. 133. Cao là 35. Hoành thân 14 ha. Rồi 133 cây này em cũng giao lưu cả nhà giá 150 luôn. Rồi 150 luôn. 134. Cao là 24. Hoành 12. Đấy lực luôn ha. Mình nu luôn. Rồi 134 này giá cũng 150 luôn ha. Rồi 150 luôn. Rồi 135. Cao 30. Bonsai. Dạ quái luôn. Hoành 13. Hay cái củ quái này là 24 ha. Rồi mã số 135 giá 200 ha. Rồi 200 thôi. 136. Cao 35. Hoành 15. Củ nở luôn ha. Rồi 200 nghìn cho mã số 136 rồi, ha. 200 thôi. 137. Cao là 25. Hoành 12 ha. Củ nở luôn. Rồi mã số 137 này giao lưu cả nhà giá 150 ha. Rồi 150. 138. Cao là 26. Hoành 12. Đó, duyên dáng luôn. Mã số 138 này em giao lưu cô chú anh chị giá 150 luôn. Rồi 150 luôn. 139. Cao 44 ha. Hình thú nè quý vị. Hoành 12 ha. Đó, cây này hình thú luôn. 139 này giá 150 luôn. Rồi, 150. 140. Cao là 38 ha. Hoành 13 ha. Đó. Rồi, 140 này giao lưu của chính chị giá 200 ha. Rồi, 200 thôi. Không có 41 thôi cả nhà. Lên 42 luôn cả nhà ơi. Rồi cao là 59 ha. Hoành 13. Tay cành đều đế đẹp luôn ha, đế nơm gồm.
Rồi mã 142 giao lưu cô chú anh chị giá 250. Rồi, 250 thôi. 143. Cao là 58. Quành 13. À, để khối đế luôn ha. Bệ lưng luôn. À. Rồi 250.000 cho mã số 143 ha. 144. Cao 60. Quành 13. Để điều luôn. Rồi, mã số 144 này giao lưu cô chú anh chị giá 200 ha. Rồi, 200 thôi. 145. Cao 35. Quành 13. Rồi, cái này mã số 145 giá cũng 200 ha. Rồi, 200. 146. Bonsai nè, rất đẹp. Cao là 44. Quần 16 ha. Rồi, mã số 146 này giao lưu cô chú anh chị giá 250 ha. Rồi, 250. 147. Cao 60. Quần 14 hơn. Rồi, mã số 147 này em giao lưu cô chú anh chị giá 200. Rồi, 200. Rồi, 148 ha. 148. Cao 65. Quành 14 ha. À, để một bệ luôn. Hai cành đều luôn. Rồi 148 này giá 250.000 ha các nha. 250. 149. Trời mưa tới nữa anh em ơi. Rồi cây này cao là 57. Quành 12. Rồi mã số 149 này giao lưu cô chú anh chị giá 150 ha. Rồi, 150 thôi. 150. Rồi, 150. Cao 55. Quành 14 ha. Rồi mã số 150 này giao lưu cô chú anh chị giá 250 ha. Rồi, 250 thôi. Rồi 151. Đấy, quái ha. À, cao là 44. Quành 15 ha. À, cũ nở. Rồi mã số 151 này giá 300 ha. Rồi 300. Mã số 152. Cao là 55. Quành 12 ha. À, để một khối luôn. Tay cành đều luôn. Rồi mã số 152 này giao lưu cô chú anh chị giá 150 ha. Rồi 150. 53. Cao là 60. Quành 15 ha. À, để đều luôn. Tay cành đều luôn. Rồi mã số 153 này giá 250 ha. Rồi 250. 154. Cao 70. Còn cái này đo lúc trên đây nha. Trên đây 13 ha. Cũ dưới đây 23 luôn. Đấy quái ha. Cũ nợ. Rồi mã số 154 này giao lưu cô chú anh chị giá 250. Đây, 250. Rồi 155. Cao là 47. Quành 13. Rồi 155 giao lưu cô chú anh chị giá là 200.000. Đây, 200. 156. Cao 44. Quành 15. Rồi mã số 156 này 250 ha. Rồi, 250 thôi. 157. 157. Cao 50. Quành 14. Rồi 157 này giá 150 ha. Rồi, 150 thôi. 158 ha. Cao 40. Quành 16. Rồi mã số 158 này em giao lưu cô chú anh chị giá 200 ha. Rồi 200. Rồi 159. Cao 70. Quành 13. Rồi mã số 159 này giao lưu cô chú anh chị giá 200. Rồi 200. 160. Cao 60 luôn.
mình 14 đế đều to lực ha, tay cành đều 160 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 250. Rồi 250. 161 ha. 61. Cao là 58. Mình 14. Đế lực luôn ha. Rồi mã số 161 này em giao lưu cô chú anh chị giá 250.000. Rồi 250. 162 ha. Cao là 60. Hoành là 13. Rồi 162 em giao lưu cô chú anh chị giá 200. Rồi 200 thôi gì. Rồi 163. Cao là 65 ha. Hoành 14 ha. Hoành đo trên đây chứ đâu lúc cái gì. Trên đây 15. À, để đẹp ha. Tay cành đều nè, cái này chơi với cây dán trực toàn thông là đều con rắc luôn. Rồi 250.000 cho mã số 163 ha. 150. 164. Cao là 47. Hoành 14. Đó, để quá lực luôn. Rồi 164 này em giao lưu cô chú anh chị giá 250.000 ha. 250 luôn. 165. Cao là 50. Hoành 16 hơn 17 hơi yếu. Rồi mã số 165 giao lưu cô chú anh chị giá 250. Rồi 250 thôi. Rồi 166. Cao 60. Hoành 15 hơn. Rồi mã số 166 này giao lưu cô chú anh chị giá 250. Rồi 250. Rồi 167 ha. Cao là 64. Vậy đấy ha. Hoành 15 ha. Vâng sai. Hết biết về đấy ha. Tay cành đều luôn. Rồi mã số 167 này cũng giao lưu cô chú anh chị giá 250.000 ha. 250 luôn. Rồi mã 167 là mã cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Yeah. Cuối clip rất mong cô chú anh chị ủng hộ giùm em nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Tú. Rồi bây giờ mình cũng tạm dừng nha. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.